người con thứ hai trong số sinh ba ở trong gia đình Katakuri có tầm ảnh hưởng rất lớn với những vai trò của mình. Một trong ba của bộ tư lệnh của băng hải tặc mẹ lớn Big Bo, bộ trưởng ở Lotto Land quản Tomuji do anh ta trông nom. Cơ thể to lớn với tóc màu đỏ cùng hai vết sẹo nằm hai bên má, hàm răng sắc nhọn luôn được che kín đôi mắt sắc thủ bề ngoài lấu cá. Thái độ nghiêm túc với những mục tiêu của thủy thủ đoàn hay là anh em. Hay gây thường thục khi mối đe dọa không thể tiếp cận hay bước đến. Tuy nhiên nóng giận vẫn là tính xấu khi mang rắc rối cho mọi kế hoạch. Kết quả không tốt do sự hấp tấp nên để Sanji sống và chạy thoát. Một người cứng rắn lại bị lung lay cũng bởi do anh thấy trước tương lai. Chỉ một chớp nhoáng của sự kinh hoàng làm anh lo lắng phải nhận thất bại. Tính cách lạnh lùng nhưng lại sợ thua áp đặt chiến thắng lên mọi thứ khác. Không tính khoe khoang như anh em mình nhưng muốn làm việc càng nhanh càng chắc. Denichi thì diễn ra nhanh chóng và càng tự tin, sức mạnh cấp dưới anh chỉ tham gia thực sự cần thiết. Dù biết mũ rơm phá tan thì cưới. Đúng là con thì phải giống mẹ vì thích đồ ngọt cùng đồ ăn nhẹ. Khẳng định đường là một nguồn năng lượng nên ăn đúng bữa để có sức khỏe. Đang cô độc một cách riêng tư rất ghét để ai phải nhìn thấy nó. Vì tính ăn uống cẩu thả và hư lẫn thấy được miệng anh ăn lúc đó. Mong muốn có ngoại hình bình thường nhưng sau khi Blame can thiệp trong trận, anh đã để lộ toàn bộ khuôn mặt nhưng bị chế xỉu một cách tàn nhẫn. Mặc dù rất buồn nhưng sau chuyện đó nó đã thay đổi được tính của anh. Không còn che miệng của mình đi nữa, chỉ nhóm Luffy là anh quan tâm. À giờ Luffy càng ngày càng mạnh, đạt đến Haki ở đẳng cấp cao. Mặc dù trận đấu anh có thể lì nhưng cứ kéo dài thì phải làm sao. Mặc dù hoàn hảo luôn được tôn trọng ở trong gia đình hay tàu Big Mom, anh luôn phấn đấu để giữ hình ảnh khi Luffy đến hoàn hảo không còn. Một cuộc so tài trong thế giới gương cũng đủ bộc lộ ra hết bí mật. Anh không đánh giá thấp về Luffy, khả năng tương lai buộc anh đối mặt một mối đe dọa lớn với mẹ mình. Muốn đá đít bà và Katakuri, Luffy tuyên bố làm vua hải tặc vượt qua giới hạn của bậc Haki. Anh em trong đội thì ai cũng biết về việc miệng anh nói như thế nào. Họ không ghét bỏ hay là chế giễu luôn và tôn trọng lại còn tự hào. Sử dụng thuần thục ba loại Haki mà hiếm có ai làm được việc đó. Biết băng Luffy thoát lốc tu lên thì anh lại cười và chúc cho họ.